Sáng ngày 9 tháng 5 năm 2023, bà Hoàng Thị Thanh Thúy, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, chủ trì hội kỳ lấy ý kiến dự thảo luật nhà ở sửa đổi. So với luật nhà ở năm 2014, thì dự thảo luật nhà ở sửa đổi năm 2023 đã tăng hơn 13 điều. Đại biểu góp ý xung quanh điều 14, dự thảo luật nhà ở sửa đổi liên quan đến thời điểm xác lập quyền sở hữu nhà ở. Điều 18, quy định khu vực tổ chức cá nhân nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Ông Trần Xuân Long, Chánh Thanh tra Nhà nước tỉnh Tây Ninh cho rằng, luật quy định cá nhân tổ chức người nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam, chung cư, nhà riêng lẻ, như vậy nhà ở gắn liền với đất lâu dài, trong khi luật đất đai quy định quyền của tổ chức cá nhân người nước ngoài gắn liền với quyền sở hữu công trình, giới hạn trong một thời gian nhất định chứ không lâu dài. Như thế sẽ mâu thuẫn gây khó khăn cho cơ quan quản lý và thực thi. Nếu như thực hiện theo luật nhà ở thì cũng có những mặt hạn chế, thị trường nhà ở bị thao túng. Kiến nghị ban soạn thảo cân nhắc điều 18-19 luật nhà ở, theo ý kiến của các đại biểu, đã là luật thì quy định đừng chồng chéo, mâu thuẫn nhau. Về nhà ở xã hội còn rất nhiều khó khăn để tiếp cận. Tại khoản 3 điều 85, nguyên tắc bán cho thuê, mua cho thuê nhà ở xã hội, quy định thời hạn thanh toán tiền thuê mua nhà ở xã hội tối thiểu là 5 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê mua nhà ở. Đề nghị bổ sung thêm các hình thức thanh toán khác, không quy định bắt buộc thời hạn thanh toán tối thiểu một lần là 5 năm, nhằm mở rộng điều kiện cho một số đối tượng không đủ nguồn lực tài chính để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhưng vẫn được sử dụng tài sản và được mua nhà sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Cơ quan chủ trì soạn thảo cần nghiên cứu, cân nhắc kỹ các phương án về xác định giá bán, cho thuê mua nhà ở xã hội không phải do nhà nước đầu tư xây dựng. Vì theo phương án 1, điều 85 dự thảo luật, có thể đẩy giá nhà ở xã hội tăng lên, gây khó khăn trong việc tiếp cận nhà ở xã hội của người dân, nhất là với nhiều người lao động. Thì lần này thì luật nhà ở thì cũng sẽ tập trung giải quyết những cái vấn đề bất cập vướng mắc trong thực tế mà thời gian qua đang đặt ra. Luật nhà ở lần này cũng là một cái dự án luật rất nhận được sự quan tâm của nhân dân, và nó cũng sẽ ảnh hưởng đến các cái dự án luật đang và đã sửa như luật đất đai, luật bất động sản, làm sao cho các dự án luật này thống nhất, tránh chồng chéo để mà nó khả thi và triển khai đi vào cuộc sống.